Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một cái chiếc xe thương hiệu của Mitsubishi Triton sản xuất năm 2019, số tự động 2 cầu bản cao cấp nhất. Và cái chiếc xe này thì được trang bị động cơ máy dầu 2.5 này. Xe được trang bị thêm màn hình Z-Tech này, camera 360 này, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết được quý anh chị ạ. Đấy, một cái chiếc xe mà được bác chủ vào khá là nhiều đồ chơi. Đấy, toàn bộ xe thì bên em đang chào bán cái giá công khai là 610 triệu và có thương lượng có giảm cho anh chị em nào nhiệt tình đến cửa hàng nhé. Và sau đây em sẽ quay về tổng thể nội ngoại thất cho quý anh chị xem. Đèn pha của chiếc xe là bi lông này và đèn gầm này, mặt ca lăng của chiếc xe khá là đẹp. Cabo của chiếc xe là sơn zin nhá. Bên em cam kết với quý khách hàng là làm xe đẹp không tai nạn ngập nước nhá. Kính đèn đều zin hết theo năm sản xuất 2019 đây. Quý anh chị có thể nhìn cái số vin của kính này. Tất cả đát 2019 nhá, vin xịn luôn. Lốp của chiếc xe khá là dày này. Lốp này thì anh chị còn đi thoải mái luôn. Đấy. Và toàn bộ cái phần lin sườn tai và phần đầu của chiếc xe khá là đẹp. Đây. Cam 360 có mắt cam ở trên gương này. Đấy, toàn bộ các phần mặt ca lăng này, ba đờ sốc này đều rất chắc chắn và đều đẹp. Lại thêm được bác chủ tặng thêm cái cản phía trước này, cái cản sát phía trước này khá là đẹp. Bác nào mà không thích thì có thể tháo ra, tháo vặn hai con ốc ở dưới rất đơn giản thôi. Đấy, không có gì là khó cả. Đấy, toàn bộ các cái phần đồng vỏ hai bên lốp lát rất là đều nhau nhá. Với bậc lên xuống này chắc chắn này, xe bán đủ thì được trang bị chìa khóa thông minh vân tay smart key hai bên này. Đấy, tất cả cái kính đều được dán phím cách nhiệt rồi và bên em Lợi bán cam kết với quý anh chị là không làm xe tai nạn, không làm xe ngập nước, máy số là còn nguyên, khẳng định với quý anh chị nếu sai bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhá. Đấy, tất cả xe từ đèn hậu này đều rất là đẹp và chuẩn chỉ. Và cái cản sau của chiếc xe là nguyên zin, xe được bác chủ lắp thêm cái nắp thùng cuộn điện nhá. Tất cả nắp thùng đều hoạt động khá là tốt. Đấy. Xe mang thương hiệu Triton, sản xuất năm 2019. Giá đang chào bán là 610 triệu, có rảm, có fit cho anh chị. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi, nút màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Và anh chị em nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc nhé. Và ưu tiên là cái dòng xe đẹp nhé, cam kết mua xe đẹp nhé, không làm xe tai nạn. Đấy. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé, toàn bộ nội thất bên trong. Từ chỉ cánh cửa này, cốp trước cốp sau đều nguyên zin, xe được trang bị đủ hai chìa khóa này, chìa khóa thông minh smart key này. Đấy. Nội thất ghế da zin theo xe màu đen, ghế lái chỉnh điện. Được trang bị cả sàn, trải sàn da đầy đủ hết rồi, vô lăng tích hợp. Vô lăng của chiếc xe là khâu da khá là đẹp. Xe được trang bị hai bóng khí là nguyên zin này, màn hình Z-Tech đây quý chị nhá. Và đây là thêm cái cam bên lin sườn của chiếc xe này. Và toàn bộ củ số cầu điện này, hai cầu điện này, chống trơn trượt này đầy đủ hết. Ghế của chiếc xe là ghế da bên phụ rất là căng và đẹp. Đấy. Trần của chiếc xe là trần da luôn và toàn bộ cột kèo trần phào đều rất là đẹp và mới nhá. Xe bên em cam kết là đẹp luôn, quý anh chị yên tâm. Đấy. Trang bị gãy số vô lăng này, bản đủ này, ga clean control này và tích hợp vô lăng đều hoạt động khá là tốt với đề nổ start top nhá. Chìa khóa đủ, chìa khóa thông minh này. Tất cả các cái phần tóc ly cánh cửa lên xuống kính điện là cam kết là zin 100%.
Đây là cái phần ghế phía sau của chiếc xe nhé. Toàn bộ nội thất ghế phía sau khá là đẹp và ghế da zin cực kỳ dày đây. Đến các cái phần hộp này cũng khá là mới quý anh chị ạ. Vâng, em Lợi đang giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi Triton, sản xuất năm 2019, số tự động 2 cầu máy dầu. Giá bên em đang chào bán là 610 triệu nhá. Đây là cái phần cốp của chiếc xe nhé. Đây, đây là cái này là chỉnh điện này quý anh chị này. Ấn nút chìa khóa là cái rèm này nó sẽ chạy lên này. Đấy. Rất là đẹp đây. Cốp thùng hàng không chở hàng nặng. Đấy, tất cả thùng hàng hai bên lót hàng, lót thùng đều rất là đẹp nhé. Các cái ốc này đều nguyên zin. Đấy. Toàn bộ đèn rất là xịn sò. Đây, toàn bộ các phần tay nắm, tóc ly, cánh cửa bên phụ, kính đèn đều zin và cột bậc lên xuống đều nguyên bản hết. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đây, toàn bộ các cái cột kèo này, ốc khóa bản lề đều zin nguyên bản hết. Đây là cái khoang động cơ nhé, toàn bộ khoang động cơ thì bên em Lợi sẽ cam kết cho quý anh chị là bằng văn bản là không có bị tháo dỡ này, cam kết động cơ là không bị ngập nước này, và toàn bộ các ốc tai, ốc đầu răng đến ốc cổ bô, cổ xà phanh ABS đều là nguyên bản hết, nguyên zin. Với cái chiếc xe mà sau 4 năm sử dụng là mọi thứ nó đều nguyên bản và không bị tháo lắp gì. Đấy. Bên em Lợi thì bao trách toàn quốc cho anh chị em nhé. Toàn bộ các cái phần đầu răng hai bên tai ốc đều nguyên zin. Đây em sẽ nổ cho anh chị em nghe cái tiếng động cơ. Vâng, đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhé. Máy động cơ V-Max rồi, hoạt động khá là êm. Máy nổ đứng không có dấu hiệu bị rung lắc gì. Vâng, sau đây em Lợi sẽ mời anh chị em chạy thử cơ trải nghiệm cùng với em Lợi nhé. Vâng, sau đây em Lợi mời anh chị em chạy thử trải nghiệm chiếc xe nhé. Đây em đã hoạt để nổ cái chiếc xe rồi. Toàn bộ máy đang hoạt động khá là êm và mượt. Đấy, số đã đi vào này, thương hiệu này, cam 360 này quý anh chị này. Đấy, xin nhàn phát là bên kia có luôn. Camera lên sườn này. Nói chung là xe này thì bác chủ định độ một bầu trời công nghệ vào đây rồi. Với cái chiếc xe mà em lấy lái này, không có tiếng kêu gì, vào các ổ gà nó khá là chắc, cầm bệ cái chiếc xe thì khá là chắc chắn đấy quý chị ạ. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nào có nhu cầu mua bán trao đổi liên hệ với em Lợi nhé, qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Wow, với cái tốc độ em đang đi là rơi vào tầm 6-70 rồi, nhưng mà đi khá là ổn áp và toàn bộ đi vào lấy cua này rất là tuyệt vời, không bị không có tiếng kêu, không có gõ gì về cái phần gầm, khá là chắc. Đấy. Cam 360, còi phanh ăn đều 4 bánh, còi rất là kêu nhé. Và đây em thử cái số lùi đây. Đấy. Toàn bộ số lùi, khi dừng thì phải lùi đây quý anh chị này. Đấy. Cam lùi này đầy đủ hết. Cầu này. Cầu bốn bánh này, đã cài lên bốn bánh như là quý anh chị nhá. Đi nó sẽ ì máy đấy. Nhưng mà rất là khỏe. Cầu
cầu điện nên là đi cũng khá là nhàn. Khi visa anh nó ăn rồi thì nó cực kỳ nhàn, nó cũng dựa. Khi vào cầu thì nhớ ra mo đấy, hoặc là khi mà đi khoảng một đoạn đấy nó ăn cầu em lại về hai cầu này. Tất nhiên là cầu thì khi nào dùng đến ban lầy mới dùng thôi. Gãy số thứ thì hoạt động khá là tốt đây, gãy số 2, số 1 này. Đấy. Lên số 2 này, số 3 này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới nhập về, đó là cái chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2019, số tự động hai cầu máy dầu, xe bản đủ năm 2019. Xe bên em đang chào bán giá công khai là 610 triệu, có bớt, có gia lộc, có fit thêm cho quý anh chị nào có nhiệt tình tại cửa hàng em Lợi nhé. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn anh chị em theo dõi kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi, và xin chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.